go to the last, have a look, see if it's easy to park. If not, we just drive back and it's a scenic drive to the first one coming up. You videoing? Yep. Giờ đến hè nó cũng chưa tan được nhá, con nói mẹ biết thế, nó tan lâu lắm. Nhưng mà chủ yếu là nó phải rơi rất nhiều, nó đủ độ dày thì nó mới trượt được, như này cũng không trượt được. Nó phải dày mấy mét nó mới trượt được cơ. Đến mùa hè mẹ ra vẫn phải coi những cái đoạn đường này dày bao nhiêu km. Oh, they're checking for chains.